Ừ, đúng rồi. Ừ. Anh ở đâu lên mua anh? À, anh ở đâu lên mua? Ở bên Thủ Đức hả? Thủ Đức lên mua ủng hộ con ẹt nha anh chị. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật một số dòng xe cho anh chị và các bạn. Đó, anh em nhìn nè, khách đông kín luôn. Vision thì bữa nay bán còn 2 con nha mọi người. Với lại SH thì cũng còn được mấy con thôi. Đó, anh em thì tới ủng hộ mọi người. Đó, các bạn nhìn đi, ủng hộ thì thích dòng nào thì mình cứ tới mình lựa thôi. Đó, bên này thì Vision, bên này thì mua ẹt đông. Để mình ra ngoài mình quay mấy con mới về cho anh chị và các bạn nha. Mấy con xe khách đổi á, giá mềm á, gọi là xe giá rẻ á. Thằng này mấy con quay Alpha này, đây này, quay Alpha này, xe khách đổi nè mọi người. Xe khách đổi này, con siêu rút, con xe khách đổi này, con xe đi làm. Đó, quay Alpha này, siêu rút nè. Anh em mình đợi tí nữa em báo cho nha. Chắc em báo ở trong nhà trước là tí nữa ra em báo cái này cho. Tại này là xe khách đổi, khách dạng như nó mua con này là mua lên mô tô này. Con bên này thì mua viên DX này, để đổi lại siêu rút này. Đó, còn bên kia thì mua lên SH. Rồi, chốt luôn à. Dạ, anh cứ nói đi anh ơi. Có anh ơi, em vẫn bớt cho anh hôm qua em xả 1 triệu đó. Rồi, bây giờ mình sẽ báo cho mọi người nha, báo cái dòng VinX đi. VinX thì con này thì biển số 93 đời 2019 là giá là 29.900.000. Mấy này không có giá đâu cả. Rồi, sẵn tiền đi, báo SH đi cho nó dễ nha. SH còn có mấy con thôi, 2, 4, 6, 8, 9 con SH thôi nha mọi người. Con này thì SH 125, biển số 65 này mọi người. Con này đời 2014 ha. Con này thì dàn áo nguyên zin, dàn áo nguyên zin nha. Con này thì 57.900.000 nha mọi người. Mua con này thì mình chỉ cần trả trước tầm vài triệu là nhận xe. À, con này thì mình trả tầm bao nhiêu ta, 15 triệu là nhận xe. Đó, bên này lại chốt con này nữa. Đó, rồi tiếp tục chốt ẹt nữa này, tại vì ẹt hiện tại đợt này nó giảm giá. Giảm giá nên anh em mua rất là nhanh. Rồi, hôm qua cũng có mấy anh trai có hỏi về dòng AB 218 ABS là giá là 92.900.000 này. 218 mà 150 luôn. ABS có smart key nha mọi người. Đó, đời mới nhất. Mua Vision anh, lấy con này à, để kêu người. Hồi sáng sáng còn mấy con mà mấy anh em kia lấy hết, còn lại 2 con bên anh Dương khách hình như lấy Vision này, coi lấy Vision ra cho anh nè. Khách đâu tặng trọng đâu, lấy Vision ra kìa. Vision đen ha, Vision đen hết rồi.
58 cuối, 58 cuối. Đó, khách quá trời luôn. Đang quay mà do khách nhiều quá mọi người, nên hơi bất cập, mọi người thông cảm ha. Rồi, con này SH125 nữa này, biển số 65, đời 2015, 53.900.000. Biển số 60 nữa này mọi người, 60/2015 là 39.900.000 này SH á. À, rồi hôm qua thì có mấy cái chú có hỏi về con AB mà bao hồ sơ, con AB Thái này mọi người, đời đó AB Thái nha, máy thì thầm luôn, con này thì 47.900.000 mà hiện tại đang giảm cho anh chị và các bạn luôn, thì còn lại 46.000.000 AB Thái á, còn đúng một con thôi, bữa về 3-4 con nhiều nhưng bán hết rồi mọi người. Và Vario thì bữa nay cũng chỉ còn 2 con thôi mọi người, anh em giảm nên bán hết. Con này thì biển số 62/2020 là 40.900.000, con này giảm 1.900.000 nè mọi người. Đó. Rồi, con 150 bên này 2020 luôn, biển số 62 42.900.000 giảm 2.900.000 cũng còn 40 luôn. Và con Janus bên này đó. Những anh chị và các bạn nào mà mình muốn mua Janus mình đi á thì con này là 18.000.000 nè. Mua cho những em học sinh nữa. Basic này là 27.900.000. Đó. Giảm 1.000.000 cho anh chị và các bạn nha. Tại vì nhiều quá, cách nhiều quá, nó đông á mọi người. Nó đông quá mình quay nó lập cập. Anh em tại sáng giờ ủng hộ nhiều lắm, sáng mình up mấy cái clip lên cho anh chị và các bạn coi á. Phải cập nhật hàng ngày luôn mà. Chưa anh con này mới về. Chưa biết giá. Con này đợi tí thì anh nói giá rồi. Còn nếu mà ẹt mà giảm giá thì đôi mọi người, con này là xả lỗ luôn. Con này là mệt kinh này, xả còn 29.000.000, nó là 31.900.000 mà xả còn 29.000.000 nè mọi người. Đó. Bên này thì biển số 67 á, 2017 á, 25.900.000 á. Con này thì giảm 1.000.000. Còn lại 24.900.000. Con này thì biển số 70 đời 2016 nha, 25.900.000 nè mọi người. Thì ẹt thì bữa nay thì khá là nhiều luôn. Khách đó. Khách dứt liên tục thì cũng biết như thế nào á. Hôm qua thì có anh em hỏi về xe chia này. Để em quay con xe chia cho nha. Xe chia này biển số 66 đời 2019 nha. Đó. 39.900.000 nha mọi người. Rút xong hả? Còn nhập nữa. Biển số 66. Con này đi 2.000 đâu. Đâu phải. Nhầm. Con đi bao nhiêu ngàn đó? 28.000. 28.000 mọi người. Đó. Xe chia bao mạnh rồi. 39.900.000. À, Sonic bên này cũng đẹp nữa. Mấy con này á, nếu mà chú rút về thành phố hồi sáng nó có một con biển thành phố, cũng cái chú ở thành phố xuống mua mất rồi. Chứ nếu con thành phố thì mình sang này thành phố cho nó đơn giản. Còn mấy con này để tạm đi mua để đi thôi, chứ còn sang làm gì? Sang tốn tiền có. À, trả góp thì bắt buộc. Nếu mà trả góp qua rách thì lại không. Ngân hàng rách á. Ý là có ngân hàng nó hỗ trợ ngân hàng rách nữa, nhưng mà nó hơi hồ sơ thủ tục nó hơi khó hơn tí. Đó. Bán chứ mà. Dạ. Kính là bán chứ mà. Không biết có không. Con này biển 66 đẹp nè mọi người. Con này dáng ói nhưng mà đẹp. Màu này đẹp lắm. Dáng cái chữ
IR15 nữa. Nãy xe đó là 23 gốc là 27. Đưa trước mình đưa tiền theo mình đưa trước 8 triệu mà không nữa tiền tiền mình thì biết mà đưa mười mấy triệu thì cứ giảm cái lãi lại còn một đầu số còn 24 25 mà gốc là thành 26 triệu 7 triệu lãi là đưa trước 3 đưa trước 8 triệu đó. Đâu tôi cao lên để giảm sức không thì đồng ý là vợ nhưng mà không phải như chú nói đâu sao? Riêng về sang về thành phố là con nào ví dụ như nó có cái mức phí riêng á, nó không có dính gì tao trả góp đâu, cái đó gọi là sang tên á, phí sang tên nó riêng á. Ý nói là cái thằng bán á, thằng mua á, thằng giá đó đúng không, thì cái giá đó cứ hai hai đó, còn phí ra tên nên hỏi anh kia về để là nếu mà thật sự mua thì để anh báo chính xác, nhưng mà về thành phố chắc lắm nên mua những con mà biển thành phố hoặc là những cái con mà ở biển tỉnh nhưng mà giới phố về đó có 1% thôi. Đúng rồi. Hồi sáng cũng có cái chú vừa đáng lý là lấy cái thích con màu đen á, nhưng mà lại ở thành phố ở quận 12 cuối cùng là lấy con là mới tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Mới đầu anh ở đâu lên mua anh? Anh ở đâu lên mua? Ở bên Thủ Đức hả? Thủ Đức lên mua ủng hộ con ẹt nha anh chị. Làm liên tục. Rồi, tức là mình quay nhiều nhiều cho anh em tham khảo thôi. Một số cái dòng mà nó mới về dòng giảm giá còn lại nhiều lắm. Thì mọi người xem thì mọi người chú ý á. Anh em nào mà mấy cái dòng xe giá rẻ chắc mình sẽ báo riêng cho nó dễ đi. Mấy con xe khách đổi á, ví dụ như Wayne Pha này, Surus rồi nữa cũng xe khách đổi á. Thì có gì báo sau cho mọi người đi. Hả? Rồi. Chưa? Con này là xe khách đổi lên Vinex nè mọi người. Cũng hôm nay luôn. Mà chắc đợi rửa đồ đàng hoàng đi quay kỹ hơn á. Báo nhanh cho mọi người là 8 triệu 9. Còn đây em quay Alpha. Con này là đổi mô tô nè mọi người. 13 triệu 9 á. Đó sáng anh mua con R15 thì anh đổi lại con Alpha này. Xe đại khái là khách đang dùng á. Nên anh chị nào các bạn cần xe đi làm thì có thể mua những con này đơn giản nha. Còn mấy con kho đó. Thôi được, quay nhị máy này đi. Rồi cập nhật sau những cái dòng đó cho anh chị và các bạn nha. Đó. Các bạn tranh thủ nha. Khách thì ủng hộ liên tục thôi. Trong kia nữa nè. Sáng giờ cũng nhiều lắm rồi mọi người. Bên kia anh kia thì coi basic, anh thì lại coi ẹt nữa. Sáng giờ cũng nhiều lắm rồi nha mọi người. Nên các bạn cứ yên tâm. Còn ship ở xa thì cũng khá nhiều nữa. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip nha mọi người. Chào mọi người ha.